Chiếc xe container này trèo lên nằm trên dải phân cách đã khiến nhiều người hết hồn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng ngày 31 tháng 12 năm 2020, một xe container chạy trên đường Nguyễn Văn Bứa hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long An. Khi xe đổ xuống dốc cầu lớn đoạn thuộc xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn thì bất ngờ tông rồi trèo lên dải phân cách giữa đường. Vụ việc khiến khối bê tông nặng hàng trăm kg văng sang chiều đường ngược lại, trúng một người phụ nữ ngoài 50 tuổi đang chạy xe máy. Nạn nhân bị thương nặng nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu, xe máy hư hỏng. Công an huyện Hóc Môn đã đến xử lý, điều tiết phân luồng giao thông. Tuy nhiên, việc di rời xe container ra khỏi hiện trường mất nhiều thời gian. Giao thông qua khu vực bị ùn ứ nghiêm trọng kéo dài nhiều km cả hai hướng đường Nguyễn Văn Bứa.